Lợi ích của việc học tiếng Anh ấy, nó khá là bình dị nhưng mà nó cũng rất là thiết thực, và nhiều khi mình không nghĩ ra đâu. Nhưng mà cuộc sống bây giờ thì có quá nhiều điều căng thẳng, thì nhiều khi chỉ là những cái niềm vui nho nhỏ đó thôi, từ cái việc học tiếng Anh đó cũng đủ làm cho mình có được những cái nguồn cảm hứng trong cuộc sống. Chào các em, chào mừng các em đến với chuyên mục chuyện kể Ology của Hoàng Ology English. Trong câu chuyện ngày hôm nay, thầy sẽ chia sẻ về lợi ích bất ngờ của việc học tiếng Anh. Có bạn trẻ tâm sự với thầy như thế này, đó là đây là một bạn trẻ học lớp online, lớp TOEIC online. Bạn chia sẻ rằng: "Thầy ơi, em yêu thích học tiếng Anh lắm. Em hiện tại đang làm kế toán. Bạn bè em nói ngành của em không cần đến tiếng Anh. Nhiều lúc em cũng nản, chẳng biết học tiếng Anh rồi sau này sẽ như thế nào nữa. Em làm cùng với một bạn thì được 835 điểm TOEIC. Rồi bạn ấy cũng bảo em là giờ bằng đó, điểm đó cũng không để làm gì cả. Thế là em hoang mang quá thầy ạ. Nếu mà để chuyển sang ngành khác ấy, thì em lại không có kiến thức, chỉ có mỗi tiếng Anh trong tay thôi. Thành ra em hay bị mất động lực lắm thầy ạ. Thầy cho em lời khuyên." Đó, thì bạn có chia sẻ với thầy như vậy. Thì có lẽ là nhiều người chúng ta học thì chúng ta cần một cái lý do, cần một cái động cơ để mà chúng ta học tiếng Anh. Và đây là chia sẻ của thầy dành cho bạn. Em à, nghe chuyện của em thì thầy thấy giống như là một câu chuyện tình ngang trái, như là mình đang yêu chàng chàng tiếng Anh, thế mà những người xung quanh mình lại nói rằng rồi chuyện ấy cũng chẳng đi đến đâu đâu. Thế là mình cũng nghĩ đến việc cùng chàng bỏ trốn đến một miền đất khác, tương tự như việc chuyển sang ngành mới. Nhưng mà mình lại sợ tới nơi xa lạ ấy thì lại có nhiều rủi ro. Thành ra mình cứ mắc kẹt ở giữa, là không biết là có nên đến với chàng không hay là thôi. Tương tự như không biết có nên học tiếng Anh không hay là thôi. Nếu mà theo con tim, không suy nghĩ, thì thầy sẽ vẫn chọn học hết mình. Thầy vẫn chọn hết mình với tình yêu của cuộc đời, như một lời ca khúc nào đó, là đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau thôi. Tình yêu đôi khi chỉ là rung động của trái tim và mang tới cho mình nhiều hạnh phúc, dù rằng hạnh phúc không phải lúc nào cũng là niềm vui. Nhưng mà thầy sẵn sàng đón nhận những điều không dễ chịu để đổi lấy cơ hội được đi đến tận cùng với tình yêu hay với đam mê của mình, để xem cuộc đời của mình sẽ đưa mình đến đâu. Có thể thầy là một người cảm tính và hơi lãng mạn, thế nhưng mà cuộc đời mà không có tình yêu, không có cái đam mê để theo đuổi, thì giống như trái đất này chỉ toàn màu xám thôi. Tình yêu là một trải nghiệm mang tính cá nhân, thế nên có khi mình rất là yêu chàng mà những người xung quanh lại không thấy như vậy. Ý kiến của người xung quanh em về tiếng Anh cũng chỉ là một ý kiến thôi. Đó là ý kiến của họ từ góc nhìn của riêng họ. Nó mang tính tham khảo nhưng nó chưa chắc đã đúng với mình đâu. Thường thì khi tiếng nói bên trong của mình không đủ mạnh thì mình hay bị ảnh hưởng và bị hoang mang trước những ý kiến trái chiều từ bên ngoài. Đến đây tự nhiên thầy lại nhớ lại một đoạn ca khúc, bài hát This I Promise You của ban nhạc NSYNC mà thầy từng nghêu ngao hát hồi thanh niên. Cái đoạn đấy như thế này: "When the visions around you bring tears to your eyes
And all that surrounds you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope, keeping your faith when it's gone. I'm the one you should call when standing here all alone. And I will take you in my arms and hold you right where you belong. Till the day my life is through, this I promise you. This I promise you. Đại khái ý cái đoạn vừa rồi có nghĩa là khi mà những cái khung cảnh xung quanh bạn mang tới nước mắt cho đôi mắt bạn, tức là làm cho bạn phải khóc ấy, và tất cả những gì xung quanh bạn chỉ là những bí mật và những lời nói dối, thì tôi sẽ là nguồn sức mạnh, và tôi sẽ mang tới cho bạn niềm tin, sẽ giữ cho cái niềm tin của bạn khi mà nó đã đi mất rồi. Tôi là người mà bạn nên gọi điện tới khi mà bạn đứng ở đó một mình. Tôi sẽ ôm lấy bạn trong đôi bàn tay, ôm lấy bạn ở nơi mà bạn thuộc về, cho đến ngày mà cuộc đời của tôi kết thúc, thì tôi sẽ hứa với bạn điều ấy. Tôi sẽ hứa với bạn điều ấy. Em có thể tìm cái ca khúc đó. Ai cũng có khi rơi vào những cái hoàn cảnh mà mình cảm thấy trông chênh và bị mất phương hướng, bị kéo theo, bị cảm thấy hoang mang với những ý kiến từ bên ngoài. Ngày xưa ấy, thì thầy chỉ nghĩ rằng là ước gì những cái lúc đó, những cái người lúc mà người bạn mình gặp những cái hoàn cảnh như vậy, lung lay hoang mang giống như em ở giai đoạn này, ước gì những lúc đó thì mình được đến bên những cái người bạn của mình để giúp họ và vun yếu lòng. Lớn hơn một chút nữa thì thầy lại nghĩ là nếu mà mình rơi vào hoàn cảnh ấy thì mình phải chính là cái người trong bài hát. Mình chính phải chính là cái người giúp mình. Muốn vậy thì mình cần phải tìm hiểu về vấn đề mà mình đang gặp phải. Thực ra thì tiếng Anh mang tới cho thầy rất là nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống. Để thầy kể nhé, ngày xưa thầy rất là thích học tiếng Anh chỉ vì những nội dung của bài học thường đưa tới cho thầy những cái hiểu biết mới, thường đưa thầy tới với những con người mới và những chân trời mới. Nó gần giống như là đi du lịch ý. Có những điều thầy không thể nào biết được nếu không học tiếng Anh. Thầy bắt đầu đơn giản thôi, rồi cứ cặm cụi học tập. Sau này học một thời gian thì thầy thấy mình có thêm một góc nhìn nữa vào cuộc đời. Vì mỗi ngôn ngữ nhìn cuộc đời theo một con mắt và một tâm hồn khác. Thành ra tự nhiên thầy thấy mình có vẻ như là khách quan hơn, chịu khó lắng nghe hơn, chịu khó lắng nghe nhiều góc độ, nhiều chiều từ mọi người hơn. Về lợi ích của tiếng Anh thì mọi người nói nhiều rồi. Thầy thì chỉ cảm thấy là mình có được một cái sự tự do vô cùng to lớn khi mà mình có được tiếng Anh. Em biết không, giờ thì thầy thích tìm hiểu về chủ đề nào thì thầy có thể search ở trên YouTube để nghe bằng tiếng Anh. Rất là phong phú. Đó là một điều kỳ diệu. Kỳ diệu kinh khủng. Tự do không giới hạn. Ví dụ nhé, khi mà thầy bắt đầu tập chạy bộ, mà trên Facebook của thầy có chia sẻ một album về việc chạy bộ, thì thầy search để xem trên thế giới người ta làm thế nào, làm thế nào để chạy tốt, đúng kỹ thuật, không chấn thương. Hay là khi thầy bắt đầu chế độ ăn giảm cân, thì thầy search xem thế giới họ làm thế nào, dinh dưỡng, sức khỏe, những điều gì cần lưu ý. Hoặc là khi thầy quá là chán với cái bản tin Covid, thì thầy có thể xem về những vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt. Ví dụ như là những thách thức về mặt nông nghiệp và thực phẩm, về việc cạn kiệt nguồn nước ở trên thế giới, về băng ở Bắc Cực đang tan ra và ảnh hưởng như thế nào
tới xã hội loài người và ai sẽ được hưởng lợi từ việc băng tan đó, rồi nước Đức phản ứng với lũ lụt như thế nào, khác với Việt Nam ra sao, Hà Lan làm gì để chinh phục bờ biển, vân vân. Có nhiều chủ đề thú vị khác nữa. Tài nguyên ở trên mạng là vô hạn bằng tiếng Anh, và ta có thể học bất kỳ điều gì, thậm chí là ta có thể học vẽ, học nhiều kỹ năng khác bằng tiếng Anh. Tất nhiên là khi đó, khi mà chúng ta học được ấy, một điều mới mẻ, thì ta sẽ cảm thấy là mình, con người mình trở nên giá trị hơn, sống cảm thấy đã hơn, và mình cảm thấy mình đóng góp được nhiều hơn cho cuộc đời, nên thu nhập của mình sẽ tốt hơn. Còn nhiều lợi ích khác nữa như là du lịch chẳng hạn. Thầy nhớ có lần thầy cùng vợ đi du lịch bụi ở Shangri-La và Lệ Giang ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Nhờ thầy có nói được một chút tiếng Anh, tiếng Trung Quốc. Ngoài tiếng Anh nói tốt thì tiếng Trung Quốc thầy cũng nói được một chút, nên thầy mới có thể giao tiếp cùng với vợ mà được đi tới nơi mà mình muốn đến. Lần ấy thầy tưởng chừng sẽ không đến được cái đỉnh núi mình dự định, đó là đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn, tiếng Anh gọi là Jade Dragon Snow Mountain. May mà lúc đi bỏ cuộc thì thầy lại tìm được một anh lái xe đang lơ ngơ, mà mình nói được tiếng Trung thì mới trao đổi được với anh ấy. Đến lúc mà thầy không có xe về, vì mình không có cái ứng dụng gọi xe của họ, thì mình tưởng bị kẹt lại ở dưới chân núi. May quá mình có tiếng Anh thì mới nói chuyện được với một người chị ở Harbin, tiếng Việt dịch là ở Cam Nhĩ Tân, thế nên mới đi chung xe được với chị và về được Lệ Giang. Cũng nhờ biết nói tiếng Anh mà thầy bắt chuyện và đi chơi được với một đôi vợ chồng người Singapore cũng không trường trong chuyến bay đó, để đi Potasso National Park với chi phí san sẻ, chia tiền xe đỡ hơn nhiều mà lại có nhiều trải nghiệm. Nhờ nói tiếng Anh mà thầy lại bắt chuyện được với một bác người Hawaii, người Mỹ, và được bác ấy bao nguyên một chuyến đi tu viện là sông Jalin Monastery. Có những cái trải nghiệm không bao giờ có được đâu nếu mà mình không có ngôn ngữ. Sau này đến một giai đoạn cuộc đời, em sẽ thấy rằng những trải nghiệm mình đã qua là tài sản vô giá theo mình suốt theo năm tháng. Ôi, thầy mà nói về những lợi ích của việc tiếng Anh ấy, thì chắc nói cả ngày lắm và nhiều lắm. Nhưng mà nói tóm lại, ý thầy muốn nói rằng cuộc đời của mình sẽ rộng mở hơn rất nhiều, lớn hơn rất là nhiều. Khi mà nghe đến đây thì có thể là em nghĩ rằng là thầy, đấy là thầy thôi, thế đấy là thầy thôi chứ không phải là em. Thế nên thầy xin chia sẻ cái chia sẻ của một bạn trẻ nhé, học lớp online của thầy. Khi mà thầy hỏi về theo em thì lợi ích của việc học tiếng Anh là gì, thì bạn chia sẻ với thầy như sau. Bạn này ở tỉnh Hà Nam, một tỉnh ở đồng bằng Bắc Bộ, bạn học tiếng Anh từ xa. Bạn chia sẻ với thầy rằng công việc của em hoàn toàn không dùng đến tiếng Anh, em làm kế toán ở một trường mầm non. Nhưng mà em thấy rất là may mắn khi em đã chọn học tiếng Anh em ạ. Thầy ạ. Em xin chia sẻ một vài lợi ích của học tiếng Anh như sau. Em thấy em có thể hỗ trợ cho con mình học tiếng Anh cả 4 kỹ năng và đóng góp ý kiến cho con. Em có 2 nhóc. Nhóc lớn nhất năm nay lên lớp 5. Nhóc thứ hai đến năm nay lên lớp 2. Thứ hai là em thấy em có thể nói chuyện trực tiếp với giáo viên tiếng Anh của con để nắm bắt được thông tin về việc học của con mình. Thứ ba là em có thêm thu nhập từ việc làm part time do em có biết tiếng Anh. Thứ tư là em có thể nói chuyện với người nước ngoài, em có thể dẫn khách đi du lịch và học hỏi được nhiều điều, tại vì Hà Nam của bạn cũng gần khu du lịch Tam Chúc. Em thấy là có một vài lỗi máy tính hay là máy giặt hay là những máy móc trong gia đình mà nó viết bằng tiếng Anh thì em có thể đọc được và có thể làm theo được. Em có thể xem một vài bộ phim, video không cần phụ đề. Em thấy là chồng em và đồng nghiệp rất là phục mình. Em nghĩ rằng là nếu em học giỏi tiếng Anh hơn thì em chắc sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn nữa để đến với em. Đó là chia sẻ của bạn, một bạn trẻ mà đang học lớp
tối online. Đấy, thì em thấy không? Thì lợi ích của việc học tiếng Anh ấy Chính khá xác. là bình dị, nhưng mà nó cũng rất là thiết thực, và nhiều khi mình không nghĩ ra đâu. Nhưng mà cuộc sống bây giờ thì có quá nhiều điều căng thẳng, thì nhiều khi chỉ là những cái niềm vui nho nhỏ đó thôi, từ cái việc học tiếng Anh đó cũng đủ làm cho mình có được những cái nguồn cảm hứng trong cuộc sống. Thầy thấy có một bạn trẻ khác đang chia sẻ với thầy. Bạn này là bạn Giang, làm ở công ty Panasonic. Bạn Giang làm về nhân sự, thì bạn Giang khi nghe cái tâm sự này, bạn Giang chia sẻ với thầy như sau: là ngoài những điều mà thầy nói thì bạn Giang muốn bổ sung thêm là với tư cách là một người làm nhân sự và phụ trách tuyển dụng, thì mình khẳng định rằng ở công ty nước ngoài kế toán có đòi hỏi rất cao về tiếng Anh, phải giải thích, phải trình bày, phải làm báo cáo bằng tiếng Anh hết, chưa kể là phải học hiểu thành thạo các cách làm theo chuẩn mực quốc tế. Một số công ty còn đòi hỏi chứng chỉ kế toán quốc tế là ACCA. Nhưng quan trọng là bạn tự đặt tiêu chuẩn nghề nghiệp cao đến đâu, và không gì ngăn cản được nếu bạn muốn vươn tới international standard, tới chuẩn của thế giới. Chặng đường mà nghề nghiệp của mình thì dài mấy chục năm lận. Bạn hãy nghĩ đến điều đó. Cùng là vị trí kế toán, nhưng giải lương ở thị trường rất rộng. Bạn có muốn làm ở công ty top đầu, top cuối hay top giữa, muốn đạt chuẩn Việt Nam, chuẩn ASEAN hay chuẩn quốc tế thì là hoàn toàn lựa chọn của bạn. Đơn giản là vị trí càng yêu cầu nhiều skills, nhiều kỹ năng thì càng đòi hỏi thì càng đi cùng với cả những cái mức lương tốt hơn. Từ cái kinh nghiệm của bản thân mình là trước đây khi mà mình tìm hiểu và đi học khoa học về nhân sự thì mình thấy nhân sự chán ỏm. Sau này mình mới hiểu ra đơn giản là mình đã chọn học hỏi nhầm người, học hỏi người chưa đủ năng lực, chưa đủ tầm nhìn thôi. Hãy tìm được những người thực sự giỏi trong nghề, bạn sẽ thực sự mở mang vì họ có tầm nhìn rất rộng về sự phát triển rộng, sâu của nghề nghiệp trên thế giới, chứ không phải chỉ là Việt Nam. Ví dụ, bạn chỉ hỏi những người mà làm nghề chỉ có thu nhập 5 đến 10 triệu thì rất khác những người cùng làm kế toán mà có giá, có lương 20 đến 30 triệu hoặc hơn. Hoặc là bạn hãy đi nghe workshop của một CFO, một giám đốc tài chính lương vài chục ngàn đô, thì chắc chắn bạn sẽ có thêm những cái sự thấu hiểu, insight về sự nghiệp, về con đường sự nghiệp, career path của mình. Chúc bạn vững tin và trau dồi tiếng Anh cho thật giỏi. Đó, đây là chia sẻ của bạn Giang từ công ty Panasonic, từ góc nhìn của một người làm nhân sự ở một tập đoàn toàn cầu. Em thử tham khảo xem. Thực ra thì có nhiều người học tiếng Anh lắm, nhưng mà không phải ai cũng có thể nhìn ra được những lợi ích của nó đâu. Và những người nói là không thể, không đi đến đâu, thì thường là những người thất bại. Khi mà mình nghe thấy người ta nói như vậy, thì mình cần tìm đến những người thành công, xem họ nghĩ gì, họ làm gì, họ làm như thế nào để họ thấy được con đường. Ôi, có lẽ là thầy chia sẻ cũng dài rồi. Thầy chốt lại ở đây là khi mình nâng tầm bản thân của mình lên ở một tầm cao hơn thì mình mới có thể nhìn qua được bức tường để biết phía bên kia có những cơ hội nào đang chờ đón. Trước khi có tầm nhìn thì mình cần tập trung nâng tầm lên nhé. Ok, thế thôi, tạm biệt các em. RG English, chuyên mục chuyện kể ở RG.